Người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi thu mò nha. Và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút mò đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn nhé, giờ bây giờ chi tiết công tô mỏ nha các bạn. Thank you.
Như vậy video mình đến đây kết thúc nha bạn. Xin chào tất cả mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi thợ mò nha. Và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút màu đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, rồi chị tiếp tục màu nha các bạn này. Thank you.
Như vậy video của mình là kết thúc nha bạn.